Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Em xin giới thiệu đến anh em con đài Sanyo. Con này là cái model là Q4, màu xanh rất đẹp anh em nhé. Máy thì được ship airbay từ Nhật Bản về. Em sẽ quay các góc cạnh này cho anh em thấy. Con này thì nó chạy nguồn adapter các bác nhá, nguồn adapter 9V. Đấy, vì đây em đang cắm nguồn adapter 9V. Thì các bác mua hàng thì sẽ được em cung cấp thêm nguồn adapter 9V cho các bác rồi nhá. Ở đây em đang cắm line này. Đấy, em đang cắm line từ điện thoại nhá. Em đang cắm line từ điện thoại này. Đây có line in và line out. Đây là đằng sau nhá. Các bác bác xem chi tiết này. Đây là line in, line out. Ở trên đây là có hai loa. Dòng này thì thiết kế 4 loa các bác nhá. Đây, đây là bên hông bên này. Đây là núm tuning để dò sóng radio. Đây là dò sóng radio các bác nhá. Đây, đây là hai loa. Loa trên và loa dưới. Loa trên nóc này. Loa này là loa súp này. Cái này là loa lời này. Tương tự bên đây cũng vậy. Em sẽ quay loa trên này. Xi mạ loa nó rất đẹp nhá. Tương tự bên đây cũng vậy nhá. Tem zin theo máy các bác nhá. Đây là tem zin theo máy này. À, tem zin theo máy nhá. Đây, tem zin theo máy. Tự tem cửa đây là tem zin theo máy các bác nhá. Đây tem này. Đây Việt Nam mình chưa in được nhá. Đây, chưa có mẫu để in. Em sẽ test sang phần băng này. Em sẽ sang phần băng này. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai, đậm đà ngày đó gọi tên nhà nàng cách gần bên. Đây là to nhỏ nè, to nhỏ. Nhìn sang trông nhớ thương thầm. Đây bỏ lưng to nhỏ đây nhá, bác nhá, bỏ lưng to nhỏ này. Hôm qua mẹ bảo tôi họ hàng cô bác đều khen, nhờ nàng hãy dùng tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể. FM con này là 108 các bác nhá. Đấy, FM 108 này. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ bẽ bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiệt. Em zin theo máy nè, máy thì được bà em bảo hành cho các bác một năm nhá. Núm tô ninh nè. Rồi xong.
trầm rất hay quá. Em test tua này. Cơ auto sit top các bác nhá. Cơ của nó là auto sit top. Con này là full sit top, tức nghĩa là hết băng thì tua thì nó vẫn sit top, mà hết băng khi chạy bò lay thì nó vẫn sit top nhá. Tua trái tua phải này. Rất êm ái và mượt mà. Cơ rất êm ái mượt mà. Bò lay này. Em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Em là test sang phần radio nhá. Cho chương trình cuộc sống 360 năm với một cuộc chat với người nổi tiếng, cùng trò chuyện với nhà thiết kế Lan Hương, người khát khao tạo lập con đường thời trang xanh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chuyên mục 5 phút hỏi đáp. Đấy, radio bắt rất rõ và to. Xin kính chào. Cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Đảng chú trọng xây dựng văn hóa trong mỗi cán bộ đảng viên để lan tỏa văn hóa đẹp trong toàn dân. Việc Đại hội 13 xác định con người là trung tâm của văn hóa, khơi dậy khát vọng hùng cường chính là tầm nhìn của tương lai, là rất đậm hơn trong phòng và điều trị viêm xoang. Con này thì em cũng bán rẻ hơn rất nhiều các nhá. Chứ con này có giá trước đây là 4,5 triệu. Đã. Trước giá con này cái thời điểm cao điểm là 4,5 triệu. Nhưng bây giờ em xả cho các bác với giá là 3,5 triệu nhá. Đấy, rẻ hơn được 1,000,000 đồng cho các bác. Máy thì hoạt động hoàn hảo nhá. Đấy, bao cho các bác mang thợ tháo kiểm tra tất cả mọi linh kiện. Hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Line in này, rồi băng này, rồi radio này. Với các yếu tố như thay đổi thời tiết, FM 108, phấn hoa, một màu rất đẹp. Khi gặp phải các yếu tố này, điển hình là mỗi khi thời tiết chuyển lạnh buổi tối hoặc sang ai em nhé. Trong cái quá trình phát triển hiện nay thì cái vai trò của sức mạnh mềm văn hóa là rất là quan trọng. Đây là cái con đường đi từ. Đây là sóng ai em các bác nhá. Đi bằng cái con đường thuyết phục từ tình cảm để mà nâng cao. Sóng ai em bắt rất rõ luôn. Cơ sở đó thì chia sẻ lẫn nhau, rồi tăng cường cái sự hiểu biết lẫn nhau, và trên cơ sở đó thì chúng ta thúc đẩy cái quá trình phát triển về kinh tế xã hội. Rồi là bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Thì cái vai trò của sức mạnh mềm. Bác lưu ý là tem này là tem zin nhá, tem zin theo máy nhá. Tem trên này và tem này cũng vậy. Dòng này thiết kế 4 loa. Thiết kế 4 loa. 2 loa trên và 2 loa dưới. Con này rất độc và lạ. Hội nhập quốc tế. Thì chúng ta thấy là hội nhập quốc tế thì cái sức mạnh mềm văn hóa cũng là một cái công cụ hết sức quan trọng. Đẩy mạnh quay. Chúng ta xây dựng cái chiến lược. Bắt đầu cải thiện tích cực sau 3 tháng kiên trì uống đủ liều 4 viên một ngày chia đấy. Làm 2 lần à, thì anh Trương cho biết là mỗi khi thay đổi thời tiết không còn thấy bị hắt hơi, sổ mũi hay là ngạt mũi nữa. Buổi đêm thì anh không còn phải dậy để nhỏ thuốc mũi nữa, và anh Trương có thể đã ngủ một giấc từ tối cho đến viêm xoang dị ứng, đã uống xoang bách phục và cho hiệu quả rất khả. Em mở nhỏ lại này, video em test đã đầy đủ tất cả mọi chức năng rồi. Bác nào thiện chí thì có thể kết bạn Zalo hoặc Facebook, hoặc tải các xét. Bác có thể qua địa chỉ trên cái biển quảng cáo này, số nhà, địa chỉ của em ở đây để xem trực tiếp, hoặc kết bạn Zalo hoặc gọi điện thoại theo số đang hiển thị ở trên biển quảng cáo các bác nhé. Video của em là dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.